Chào các em, hôm nay nghỉ học có lẽ ta hơi buồn. Bây giờ muốn học thì làm thế nào? Chắc chắn là không có đi học được rồi. Chúng ta phải tự học online ở nhà. Ta tự học ở nhà có niềm vui quanh ta, hạn chế dịch corona, chớ có la cà là đã giúp nước ta rồi đó các em. Tránh tụ tập nơi đông người rất là nguy hiểm. Chúng ta sẽ bắt đầu cái bài học hôm nay. Bài số 4, số chung bình cộng. Số chung bình cộng của dấu hiệu. Ta xét cái bài toán như thế này. Điểm kiểm tra toán một tiết của học sinh lớp 7C được bạn lớp trưởng ghi lại ở bảng 19 như sau. Cái bảng màu xanh đấy. Đây nó có nhiều cái giá trị như thế này. Câu hỏi đặt ra là có tất cả bao nhiêu bạn làm bài kiểm tra, thì chúng ta chỉ cần đếm cái số điểm sẽ biết được số người. Ta đếm tổng cộng cái bảng này có bao nhiêu. 1, 2, 3, 4, 5 hàng dọc 5, hàng ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 x 8 là 40. Ta có thể kết luận được là có 40 bạn làm bài kiểm tra. Câu hỏi thứ hai là hãy nhớ lại quy tắc tính số trung bình cộng để tính điểm trung bình của cả lớp. Quy tắc tính số trung bình cộng ngày xưa ở tiểu học là mình cần phải cộng hết tất cả các cái giá trị này lại, cộng hết 40 giá trị này lại, rồi sau đó ta chia cái giá trị tổng đó cho 40 thì ta sẽ tìm được số trung bình cộng. Tổng này sẽ bằng 250. Sao biết bằng 250? Thì chỉ việc lấy máy tính ra cộng ra thôi. Việc này nó hơi mất thời gian một tí. Người ta muốn tính cho mình cộng tính gì? Chia cho 40. Lấy 250 này chia cho 40 ra bằng 6,25. Đây là cách tính cũ mà ta đã biết. Tuy nhiên ta còn có một cái cách tính khác dựa vào cái bảng tần số mà chúng ta đã học. Cái tính nó như thế nào thì chúng ta xem tiếp tục. Cũng theo cái đề bài này thì cũng lập ra cái bảng tần số giống như những gì mình đã học. Tuy nhiên thầy có lập thêm một cái cột thứ ba là cột cắt tích. Cắt tích có nghĩa là thầy lấy cái điểm số nhân với tần số tương ứng. 2 nhân với 3 là bằng 6. 3 x 2 bằng 6, 4 x 3 bằng 12, vân vân. 10 x 1 bằng 10. Đó là chúng ta chú ý cái cột điểm số này thì đây là các cái giá trị. Còn cái cột các cái N1 tới N9 này là các cái tần số. Và cái cột thứ ba là cột cắt tích, tức là ta lấy cái giá trị nhân với tần số tương ứng. Đây, ta được những cái bảng như thế này. Sau đó ta sẽ tính tổng các cái tích mà vừa nhân hồi nãy đó, ta cộng dọc xuống. Kết quả sẽ được là 250, ta điền vào đây. Như vậy ta đã có 250. Đây. Ta đã có 40, ta chỉ việc tính lấy 250 này chia cho 40 thì ta sẽ tìm được số trung bình cộng. Và ta ghi ở đây. Số trung bình cộng là bằng 250 chia cho 40 bằng 6,25. Đó là cách tính số trung bình cộng dựa vào bảng tần số. Cách tính này giúp chúng ta hạn chế được những cái sai sót. Và khi mà cộng những cái bảng mà số liệu lớn. Bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại những cái công thức để mà tính. Công thức tính như thế nào? Đây là cái gì cái lập bảng ta đã làm rồi đấy. Và cái công thức chung của nó là như thế này. Ta thực hiện các cái bước tính cái số trung bình cộng của một cái dấu hiệu. Thứ nhất là ta nhân từng giá trị với tần số tương ứng. Đây mình đã làm đây. Tức là mình lập bảng là mình đã tính số trung bình cộng rồi đó các em. Nhưng ý nghĩa của nó đây, đây là cái diễn giải của nó đây. Cộng tất cả các cái tích vừa tìm được ở cái bước 2 này, cộng tất cả các tích vừa tìm được ở dưới này 250 này. Bước thứ ba là chia cái tổng đó cho số các cái giá trị. Tổng đó chính là 250.
số có giá trị là 40. Và ta tìm cái kết quả, kết quả chính là số trung bình cộng đấy. Và người ta đã lập ra công thức như thế này: số trung bình cộng bằng x1 nhân là 1, x2 nhân là 2, cộng vân vân, cộng lại tổng của cái tích này, cộng lại chia cho n. Đây, cái bảng này thể hiện rõ cái công thức, cho nên ta chỉ cần lập bảng là ta cũng đã coi như đã làm xong một cái bài, không cần phải ghi ra cái công thức này. Công thức này để chúng ta hiểu cái vấn đề thôi. À, trong đó có x là các cái giá trị khác nhau, rồi n1, n2 vân vân là k là tần số tương ứng, n là số giá trị, cái này ta đã biết rồi, thì chỉ nhắc lại thôi. Và chúng ta đã có được một cái cách tính số trung bình cộng dựa vào bảng tần số bằng cách là lập thêm cột các tích nữa. Và sau này thì chúng ta sẽ thực hiện được cái cách này để tránh cái sai số, tránh cái sai sót. Bây giờ lại đặt ra một tình huống tiếp theo là, để giả sử cái điểm kiểm tra trung bình của lớp 7 hàm 1 là 7,25, và cái điểm kiểm tra trung bình của lớp 7A2 là 6,7. Như vậy dựa vào cái thông dựa vào hai thông tin trên, ta có thể so sánh được học lực trung bình của hai lớp này hay không? Câu trả lời là được. Ta có thể so sánh hai cái học lực trung bình của hai lớp này dựa vào cái điểm kiểm tra trung bình. Đó chính là một cái ý nghĩa của cái số trung bình cộng đó các em. Vậy thì ta đi tìm hiểu kỹ xem cái ý nghĩa của số trung bình cộng như thế nào. Như vậy thì số trung bình cộng thường được dùng làm đại diện cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại, tức là dấu hiệu điểm thì phải so sánh với điểm chứ không so sánh với cái gì khác. Tuy nhiên không phải lúc nào số trung bình cộng cũng được dùng làm đại diện cho dấu hiệu đâu các em. Ví dụ ta xét cái ví dụ như thế này, chẳng hạn là xét dấu hiệu x nó có dãy giá trị nè, nó có bốn cái giá trị là 5000, 1000, 300 và 100. Như vậy thì số trung bình cộng của nó sẽ được tính là 5000 cộng 1000 cộng 300 cộng 100, tất cả đang chia cho 4. Kết quả là 1600. Như vậy thì 1600 này là số trung bình cộng của bốn số phía trên này. Tuy nhiên nó không được dùng làm đại diện cho dấu hiệu, bởi vì giữa các cái giá trị có sự chênh lệch quá lớn. Đây là 5000, đây là 100. Thì đó ta không dùng làm đại diện cho dấu hiệu. Do đó chúng ta chú ý là khi các cái giá trị của dấu hiệu có khoảng chênh lệch rất lớn đối với nhau thì không nên lấy số trung bình cộng làm đại diện cho dấu hiệu đó. Ngoài ra, cái số trung bình cộng có thể nó không thuộc dãy giá trị của dấu hiệu. Đây, nó không thuộc dãy giá trị của dấu hiệu. 1600 nó không nằm giống như cái giá trị nào ở trên đây cả. Và trong thực tế thì không phải người ta cứ quan tâm đến số trung bình cộng, người ta còn quan tâm đến những cái đại lượng khác, những cái giá trị khác. Nó là cái đại lượng nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp sau cái ví dụ kế tiếp. Thì cho một cái ví dụ, một cửa hàng bán dép ghi lại số dép đã bán cho nam giới trong một quý theo các cỡ khác nhau ở ba bảng sau, ở cái bảng sau. Đây là cái bảng người ta đã ghi được sau khi người ta bán. Thì cỡ dép 36 thì bán được 13 đôi ha. Số dép chắc bán một lần một đôi, không ai bán một chiếc. Cỡ dép 37 thì bán 45 đôi, cỡ dép 38 bán 110 đôi, cỡ dép 39 bán 184 đôi, vân vân. Cỡ dép 42 bán là 5 đôi. Như vậy thì tổng cộng thì ta bán được 523 đôi. Như vậy thì ta ghi lại cái số dép ta bán trong vòng một quý đó. Như vậy thì nếu là chủ cửa hàng thì đã có ngồi ta cộng số trung bình cộng này, ta cộng là ta tính ra từ cái số trung bình cộng này để ta xem coi trong tháng ta bán cái mặt hàng nào hay không. Và tất nhiên là ta không làm như vậy, người chủ sẽ quan tâm coi trong tháng này mình bán được nhiêu tiền, và đặc biệt là cái loại hàng nào mình bán được nhất để mà mình mới mua về mình bán tiếp. Như vậy thì ta thấy là cái số dép bán được nhiều nhất chính là
số 184 này, tức là cái tần số lớn nhất, tần số lớn nhất là 184. Như vậy thì cái giá trị nào có cái tần số lớn nhất vậy? Giá trị nào có tần số lớn nhất? À, đó là cái giá trị 39. Giá trị 39 có tần số lớn nhất. Giá trị này thì ta gọi nó là mod, mod của dấu hiệu. Ta ký hiệu là M0. Trong trường hợp này M0 bằng 39. Thì cái đại lượng mà ta quan tâm đó là mod của dấu hiệu. Và trong thực tế ngoài số trung bình cộng ra thì ta còn có một cái đại lượng là mod của dấu hiệu. Ta là đọc là mod nha, à, đừng đọc là mốt, mốt nghe nó không hay. Mod nghe nó sang hơn. Như vậy ta sẽ định nghĩa mod của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số, thì ký hiệu là M0. Có nghĩa là muốn đi tìm mod của dấu hiệu thì ta chỉ cần đi tìm coi cái tần số nào lớn nhất, và ta diệt chiếu cái tần số này đến cái giá trị tương ứng của nó, giá trị là số 39. Vậy là mod của dấu hiệu là số 39 chứ không phải số 184 nha. Mặc dù mình đi tìm số 184 trước, ta chú ý để tránh nhầm lẫn nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái bài tập củng cố như thế này. Để nghiên cứu tuổi thọ của một loại bóng đèn, người ta đã chọn tùy ý 50 bóng và bật sáng liên tục cho tới lúc chúng tự tắt. Chúng tự tắt có nghĩa là chúng đứt bóng rồi đấy. Tuổi thọ của các bóng tính theo giờ được ghi lại ở bảng 23 phía dưới này. Ta làm tròn đến hàng chục rồi đấy. Như vậy thì cái tuổi thọ, cái số cái lượng bóng mà là 1150 giờ thì nó có 5 bóng. Tuổi thọ 150 giờ, 1150 giờ. 1160 giờ thì có 8 bóng. 1170 giờ thì có 12 bóng, vân vân. 1190 giờ thì có 7 bóng. Như vậy đi. Số cái giá trị là 50. Và câu hỏi ở đây là gì? Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì và số các giá trị là bao nhiêu? Câu thứ hai là tính số trung bình cộng, và câu thứ ba là tìm mod của dấu hiệu. Câu thứ nhất thì rất là dễ, hầu như ai làm cũng được. Dấu hiệu chính là tuổi thọ của một bóng đèn và số các giá trị là 50. Còn để làm được câu thứ hai thì chúng ta lập cái bảng để tính số trung bình cộng. Chúng ta lập giống như bảng tần số. Đây, cộng lần 50 như thế này. Sau đó chúng ta sẽ tính các cái thêm cái cột cắt tích, tính cái giá trị này vào, nhân vào. Rồi. Ta có thể ghi cái kết quả thay vì ghi phép nhân như thế này, ta ghi kết quả trực tiếp luôn. Ta nhân ra giao ra được bao nhiêu ta ghi ra luôn cũng được. Ở đây thầy ghi hai số nhân nhau để chúng ta biết đó là hai số nhân nhau. Rồi sau đó ta tính tổng của nó, cái này thầy lấy máy tính bấm cho màu. 58.640. Như vậy thì ta đã có tổng này chia cho 50 thì tìm được số trung bình cộng, và ta ghi ở đây. Như vậy thì cái câu B ta đã tìm xong. Còn đến cái câu C thì mod có dấu hiệu là bao nhiêu, thì ta muốn tìm mod có dấu hiệu thì ta bắt đầu từ cột tần số. Ta coi tần số nào lớn nhất. Đây, số 18 là số lớn nhất. Như vậy thì có phải là kết luận số 18 không? Không, ta không kết luận tần số, mà ta kết luận mod của dấu hiệu chính là giá trị có tần số lớn nhất. Ta đi về bên đây. Giá trị đó là 1180. Mod của dấu hiệu là 1180. Ta chú ý. Đó là chính là cái bài giải. Bây giờ tới phần hướng dẫn về nhà. Thì chúng ta sẽ làm bài tập 14 đến 17 ở trang 20 đó, trong sách giáo khoa, và chuẩn bị cái bài sau là ôn tập chương 3. Và có cái bài tập nhỏ nhỏ để chúng ta tự làm ha. Bài tập này chúng ta tự làm, không có lấy điểm. Là chúng ta tự thống kê điểm các môn học kỳ của mình, của bản thân các em đó, và một bạn nào chung cùng lớp với em thống kê điểm các môn. Ví dụ như
môn toán mà nó được nhiều điểm môn lý, nhiều điểm môn lịch sử, nhiều điểm môn, và cộng hết tất cả các môn là chia đều cho tổng số 1 để ta tìm được cái số trung bình ha. Ta thống kê điểm nè, rồi ta mới tính số trung bình cộng của em và các cái và của bạn em. Và sau đó ta tính số trung, ta chia ra, ta tìm được hai cái điểm trung bình rồi thì ta mới nhận xét kết quả cả khả năng học tập của em và của bạn. Đó là cái nội dung về nhà. Ngoài ra thì chúng ta có thể làm cái bài kiểm tra online ở trong cái phần học liệu kèm theo cái đoạn video này nè. Chúng ta sẽ có cái bài kiểm tra online và cái bài kiểm tra này sẽ tính vào điểm kiểm tra 15 phút của các em. Cho nên ta làm cho nó kỹ. Ở phía dưới có cái đoạn video đó các em xem sẽ có cái học liệu là cái bài kiểm tra. Anh ta chú ý nha. Như vậy thì cái bài học của chúng ta đến đây là hết. Thì chúc các em khỏe mạnh nè, vui vẻ nè, học tốt. Và ta sẽ gặp lại trong cái bài học sau. Chào các em.